Giá cả thì mình không làm order, nhưng mà tại vì mình làm lâu, tận dụng được cái gì mình tận dụng, mình ăn cái gì nói chung là tận dụng được hết sức trong cái phạm vi của mình. Trường hợp dù mình ăn cái đồ đó nó hôi nó thiêu không ăn được nữa là mình mới vứt bỏ đi. Còn ngoài ra là bây giờ mình không biết cái là thời gian mình bao nhiêu lâu mình qua khẩu, cho nên là mình phải tận dụng hết sức cái những cái thứ gì mình có thể. Mỗi món 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 món, 5 món. Nãy giờ thì sau khoảng 15 phút thì mọi người cũng đang chuẩn bị cái bữa cơm tối. Và bây giờ thì Phong sẽ cho mọi người xem nha. Ở góc bên này thì một anh tài xế đang rửa chén, còn góc bên kia thì một anh tài xế khác đang vo gạo và nấu cơm. Thì bây giờ mình sẽ sang cái khu vực rửa chén cho mọi người cùng xem. Ở đây thì anh đang rửa chén nè mọi người. Xong hả? Có cái bồn nước ở đâu vậy anh? Hồi nãy em tính rửa nhưng mà không có biết chỗ nào hết, nước ở đâu hết nè. Tiết kiệm, mình rửa tiết kiệm lắm hả? Rửa tiết kiệm Là cứ một buổi chiều vậy là mỗi người phân công một việc, người rửa chén, người nấu cơm, người đi chợ. Anh là thường thường làm công việc gì? Nấu ăn chữa, rửa chén. Nấu ăn kim rửa chén hả? Rồi mình qua góc bên kia ha, cho anh em cùng xem. Góc bên này thì bên này nước, bên này nước, thôi đi ngược lại đi. Thiệt ra thì clip này á, một phần là cho cô bác anh chị được hiểu rõ hơn về cái cuộc sống của anh em tài xế, còn một phần khác thì cũng muốn chia sẻ cho cô bác anh chị, đặc biệt là những người vợ, những người hậu phương của anh em tài xế đường dài, hiểu hơn về cuộc sống của chồng con của mình đang chật vật ở cái phương xa như thế nào. Ở bên này nè mọi người, đang bắt cơm thổi lửa. Mình sẽ quay cho mọi người xem cận cảnh. Nấu cơm em ngon nha. Dạ dạ. Giống bên này là anh em đang nấu cơm nè. Có cái đèn. Anh ngày thường á, khi mà trên đoạn đường quốc lộ á, thì các anh là những người là những người đàn ông mạnh mẽ để đi kiếm tiền để thu nhập cho gia đình. Nhưng mà sau đó thì các anh sẽ là những người nội trợ chân chính. Và hôm nay mình ăn cơm với gì à? Đây, cái này. Đâu? Cá chiên. Cái này là cá đỏng hả? Cá người. Cá ngừ. Cá khô á. Mắm ruột. Mắm ruột. Mắm này quét bánh tráng là số 1 luôn á. Mắm này cho cái kè này. Ồ. Cái này là chanh. Chanh. Cái này thì nhiều hơn, bây giờ ở này khẩu kiếp là gì đó, tụi em sang đâu. Cơm là đã nấu rồi đúng không anh? Đã nấu cơm này. Vậy là cá chiên này là chiên từ hồi trưa. Cái mắm ruột cá thì cũng đã chuẩn bị từ hồi trưa. Mình chỉ cần tao nấu lại đêm nay thôi. Yeah. Còn hồi sáng cho mình nấu xong rồi. Đây, cho mọi người xem cận cảnh. Món ruột cá ô thì phết với rau củ quả thì ăn khá là ngon. Và nó tiết kiệm được cái thức ăn luôn. Rồi cá chiên hả? Thường thì đồ ăn mình sẽ nấu ăn một cử thôi hả anh? Đúng rồi, chứ đâu phải như ở nhà đâu, mình nấu như ở nhà được. Mình nấu bữa nào là mình nấu sáng là chiều ăn luôn. Em thấy hồi nãy Phong có thấy được cái lu gạo của anh không? Bây giờ là giả mắm nè. Ở đây là cái nem cạc chuyên thu mua khô quả quay đầu. Chắc đây là bữa hả? Đây cho mọi người xem ha. Mấy nem vào buổi chiều ăn uống tiết kiệm như vậy nhưng mà khá là tốn kém nha, tại vì chi phí bật giá lên cao. Nồi cơm nè, tại vì cơm đang nấu cho nên mình không có dám dỡ lên thì nó bị cạn nước á, cơm nó sẽ sống. Nên cứ chút nồi cơm chín thì cho mọi người xem. Đây nãy thấy mà anh đông một đống gạo như thế này nè, tại vì hôm nay có 2 vị khách nữa là tụi mình, nên
là nấu nhiều nhiều hơn một xíu. Cơm ở vùng cao như thế này à, nhớ đời vậy. Đây thì cái cuộc sống của các anh sống như vậy, phải tiết kiệm từng cái để mà có thể duy trì ở đây không? Tại vì các anh không biết cái thời gian là khi nào các sẽ về lại. Rồi thăm nắm lại cái, chắc là thăm nắm lại cái chảo cáo á, chiên chiên lại cho nắm. À, cái khó khăn như thế này thì anh em mình có cảm thấy được cái tình người đó không? Và các anh em tài công thầy xế đường dài đây là người Quy Nhơn hết à? Và mỗi một chiếc như thế, xe như thế là gồm có hai tài xế, thì cả 4-5 anh em 2-3 chiếc xe gồm lại để cùng nhau và để nấu ăn để tiết kiệm. Chiên cá lại hả anh? Chiên cá rồi mình đổ mắm mình sốt lên cơm. À, sốt cá sốt mắm hả? Ở nhà anh thường làm cái công việc này không anh? Không, cái đã được làm. Ở nhà là vợ nấu ha. Tận dụng phi, phi thành phi dầu. Chỉ ra đường mà làm thôi, ở nhà thôi. Chia sẻ với lại cô bác quý anh chị, đây là chai dầu. Nhưng mà lúc nãy thì Bùi Hồ với lại em không bụi chứ nhớ là cái gì? Cái mỡ hả? Mỡ, lạnh quá, lạnh quá. Lạnh rồi, tiết rất là lạnh. Chiên rồi, bây giờ đổi vị cho nó ăn nó đậm vị hơn. Dầu ăn dầu
đều ăn mà thành như cục mỡ dâu à. Dạ. Như hủ dâu à. Bây giờ chỉ mong hàng xuất khẩu qua được để mong ngày về thôi ha anh. Rồi. Trong nhà khẩu nó mở khẩu rồi anh em tìm tiền. Giờ hàng hóa không biết cách gì, nếu làm lâu quá thì hàng hóa nó cũng hư. Cái gì vậy chứ con người mình làm lâu cũng hư, nói gì hàng hóa nó cũng được. Hấp dẫn không? Hấp dẫn quá. Bây giờ bắt đầu nghe cảm thấy đói bụng rồi đó. Cơm cũng đã sôi rồi hả anh? Sôi. Nhưng mà trong lúc gấp bếp này thì xa xa mà anh cho mọi người thấy khuôn mặt của anh Linh đang đứng ngồi không yên á. Anh Linh đang ngồi ở phía xa xa nghe gọi điện thoại cho chủ hàng, tại vì hàng đang bị hư hỏng rất là nghiêm trọng. Và cái ở đây cũng hơi ồn bởi vì âm thanh của những cái tiếng chạy máy dầu để mà giữ lạnh cho cái nông sản. Anh Linh ơi, ở anh Hậu ơi, là em thấy có những cái xe mà cứu hộ á, thì những cái chiếc xe đó là bán dầu là cho mình bao nhiêu một lít ta? Dầu thì thị trường thì 17.000 mấy trăm thì người ta bán cho mình là 21-22.000 tùy theo. 21-22.000 một lít. Trong khi đó là giá hiện giờ là có 17.000 thôi à? Ừ. Khi mà đồ ăn vừa chín xong thì chắc có lẽ là cơm cũng vừa chín luôn ha. Lần đầu tiên anh Hồ được trải nghiệm cùng anh em tài xế đó, mọi thứ đều lo.
vừa lo cho hàng hóa hư hỏng, vừa lo cho cuộc sống nữa. Đặc biệt là mọi người luôn luôn trong cái cảnh thấp thỏm không biết là hàng có đi được hay không. Thế nhưng mà tại vì giá một tôi giá cái nói chung á là cái chuyện giá kẻ thì mình không làm under, nhưng mà tại vì mình làm lâu mình tận dụng được cái gì mình tận dụng mình ăn cái gì nói chung là tận dụng được hết sức trong cái phạm vi của mình. Trường hợp dù mình ăn cái đồ đó nó ho nó thiêu không ăn được nữa là mình mới vứt bỏ đi, còn ngoài ra là bây giờ mình không biết cái là thời gian mình bao nhiêu lâu mình quay khẩu, cho nên là mình phải tận dụng hết sức cái những cái thứ gì mình có thể là mình tận dụng. Còn chuyện vật chất thì bây giờ ai mua bán cũng phải có lời, ai mua bán cái gì cũng phải có lời. Cái chuyện đó mình mua là mình phải chấp nhận, đừng bao giờ mà báo lại giá cao giá thấp. Tại vì bây giờ buôn bán ở ngoài khẩu đây thì nó rất là khó khăn. Việc lại với lại bây giờ dịch bệnh nữa, cho nên là mình ăn uống là mình đừng có suy nghĩ cái chuyện mà vật chất. Bây giờ làm sao có ghép được những cái ngày anh em nằm với nhau, ăn với nhau, à, tại cái đó là công việc. nó lâu có nghĩa là nó lâu nóng lắm, cho nên là nhiều lúc mình nấu ăn nó lâu lắm, còn bình thường là nấu nhanh lắm. Ghe mà cầm mình ghe lạnh là nhất rồi. Thôi không phức luôn, sau khoảng hơn 15 phút nhiều lội hội ở trong một cái bếp nhỏ không gian như thế này, anh đã làm ra những cái món mà rất là ngon và thơm nè, như đây cá ngừ, cà chua, canh, với trong đây là mắm luộc ha anh ha. Đây mắm luộc nè, và cái này là cá gì nè, cái gì, cái hút, cá chốt. Đang múc ra cho nó gọn lại ha. Rồi cho gọn á, cho gọn nha. Rồi, xem bên kia nữa, bên kia nữa, đâu chấm. Đâu, mở cái đĩa qua đây. Đó, đợi chút mạnh chấm. Rồi, xong mở đây luôn. Mở luôn. Mình chơi xong luôn, mình bây giờ múc luôn phân luôn đồ chứ bây giờ này mình ngại ngùng cái gì với mình ngại. Rồi, cho. Đó, rồi đó, đâu, cái đây. Rồi. Mở chút lũi vô. Ô, nghe mùi mắm tôm kìa. Mở cái đây đi. Cái này là gì anh? Muối đổ. Muối đổ à. À là gọi là muối đậu á ha. À dạ. Hấp dẫn kìa chưa. Dạ. À, anh mời anh cơm đi, mời anh cơm đi. Dạ. Đây là một cơm này. Mấy món đi. Ha, 1, 2, 3 1, 2, 3 4 món, 5 món, 6 món. Nha. Dạ. Lần đầu tiên ăn cơm với cái lạnh 13 độ á. Lòng bốc khói luôn. Chụp cho em tắm cái bánh em. Cái gì nói nha, chờ ngon hay ngon nha. Cái cơm thì mình phải đợi cho nó chín hơn. Còn ở lâu chút. Thanh An, còn món đặc sản của mình trung luôn ha. Món này là mắm luộc đúng không? Bỏ cá bên anh, để bên này, để bên kia cho anh cá không? Không, anh em phải dùng cái này.
thì sao? Đấy, em đây nè. Anh Jim đang chạy một bên nằm một tay à? Anh đây một mình. Ôm xe luôn. Anh đang mắm ruột á, ngon lắm. Ngon. Đây là một cái bữa cơm tối của mấy anh em tài xế. Và trong cái lạnh là khoảng, bây giờ xuống khoảng 11 độ C rồi. Và ăn bữa cơm như thế này á, rất là ngon. Và mọi người nói rằng là nếu mà ăn quán thì nó khá là mắc, tiết kiệm đồng nào hay đồng đó, và ăn cơm tự nấu thì nó cũng hợp lý hơn. Anh Gin nấu hay quá. Ngon. Ngon. Đừng có nghe mọi ơi. Đừng có dở đâu, khen con chết em á. Không thiệt mà. Khen vợ gì bắt ăn bắt nấu. Bắt nấu không? Hoài chết luôn á. Thật, tại vì ở nhà em không bao giờ em nấu đó. Đi ra đường anh em nấu ăn thôi, bây giờ không nấu thì ai nấu đâu. Phải nấu. Mày nấu cái mẹ không đi. Mày nấu. Mày ngờ không vừa. Rồi. Thôi thì giờ chắc có lẽ mình cũng kết thúc còn clip tại đây. Thì cũng cảm ơn các anh đã cho các em được trải nghiệm bữa cơm cùng các anh, mà nói chung là có lẽ là rất đáng nhớ ở chỗ này. Kỷ niệm đó, một kỷ niệm đáng nhớ. Thầy anh cảm ơn. Dạ. Rồi cảm ơn anh nhiều. Dạ. Xin chào các anh quý vị. Anh em cũng như này có ý đi nhiều nhiều. Hẹn gặp lại quý anh chị ở sau. Không nghĩ có mà tới. Nhưng mà ra quán làm gì được nhiều món vậy? Nhiều món mà đâu nói, mà đôi lúc mình đầu trưa mình nấu là ba anh em không à? Không nghĩ má tới, cho nên bây giờ còn gì dùng đó anh em tự nhiên. Nhưng mà giờ dùng ngon rồi. Nhiều quá ngon rồi. Không, ở cái đó là anh em mình thật sự. Lỡ nhiều lúc mình nấu mình ít rồi, bắt đầu anh em cứ ngại ngại rồi, đâm ra nó